cô này là không phải người Việt Nam, cô này là người 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 Mỹ. Cô hỏi con bị quá nhiều những cái chửi rủa và những cái đàn áp như vậy và bị report như vậy, tại sao con lại cứ tiếp tục làm? Thì cũng giống như chú vậy đó, con có sợ không? Thì con nói sợ chứ, con cũng sợ tại nó chửi rồi những lời rất là nặng nề. Nhưng mà không có phải vì sợ đó mà chúng ta không có làm. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm, chúng ta cảm thấy mình có quá nhiều ân sủng, mình được cái may mắn là mình đi ra đây, mình chỉ bất có bị họ chửi vậy thôi. Chứ thật sự mình không có bị gì, còn người dân trong nước họ bị mất nhà, bị mất nước. Giống như bị ở tù quan sai, những đứa con mất cha, những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con. Cho nên đó là những cái điều đó đó, cái tuổi xuân quý vị tưởng tượng đi, tại vì con là con gái cho nên con sẽ nhìn cái góc nhìn của một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ. Giống như nãy chú kể trường hợp Huỳnh Thục Vy hoặc là cô Đỗ Lê Na, vợ của nhà báo Lê Trọng Hùng hoặc là Phạm Đông Trang, những người phụ nữ này. Dạ, Lê Trọng Hùng, bây giờ quý vị nghĩ những đứa bé, bây giờ mình khoan nói về cái sự chia cách của vợ chồng, của cái tuổi xuân nó đi qua không có bao giờ trở lại. Mình chưa nói về cái vấn đề đó quý vị, mình chưa nói về cái vấn đề mà cái mất đi một cái nguồn kinh tế, một cái người chủ lực ở trong gia đình, nuôi gia đình, mà những cái đứa con đó mất cha, cái tuổi thơ nó đi qua đó nó sẽ không có bao giờ trở lại. Nó giống như nó mất một cái niềm mất mát mà không có gì bù đắp được. Và những người này họ đâu phải là những người kém hiểu biết, họ hiểu biết chứ, họ là những người trí thức đó, họ có lòng với đất nước cho nên họ mới làm. Nhưng mà họ quyết tâm, họ hy sinh cái tình riêng để mà giống như cho cái tương sự lai con cháu họ. tồn vong và cái tương lai tương cháu sau này, tương lai cho đất nước chung. Chính vì vậy họ hy sinh, thì những cái hy sinh đó đó quý vị, mình không có thể nói đúng hay là sai được. Đúng thì chắc chắn đúng, nhưng mà đối với những đứa con nó bất công chứ. Nếu mà Khiết Ngân nhìn ở cái góc nhìn của một người mẹ, một người vợ, mình sẽ thấy rất bất công. Nhưng mà tại sao? Bởi vì một người đấu tranh nó không phải là chỉ một người mà cả gia đình phải chịu thiệt thòi. Cho nên mình nhìn vào những cái đó mình thấy đau lắm, mình thương. Tại sao cái đất nước của mình chỉ có những cái điều nói sự thật chống Trung Cộng thôi mà nó cũng bắt, mà nó cũng, bởi mình không có thấy cái đất nước nào mà cái chính quyền nó tàn bạo, nó gian ác giống như cái chính quyền mình cả. Người ta nói bây giờ họ có thể tham nhũng, cái ngân có thể chấp nhận đi, nhưng cái chuyện mà giống như là để đàn áp những cái người yêu nước đó, bảo vệ đất nước mà bị bắt đó, là những cái điều mà mình thấy không có chấp nhận được. Cái đó là cái điều mình phải tiếp tục lên tiếng thôi. Cho nên sợ thì có sợ đó, chắc chắn chúng ta là con người, chúng ta sẽ phải có những cái buồn, những cái sợ và những cái lúc mệt mỏi quý vị. Nhưng mà mình phải nhìn tới những cái đó để mình tiếp tục lên tiếng. Chính vì vậy ngày hôm nay á, nhân cơ hội này, Chị Ngân muốn kêu gọi, chia sẻ đến quý vị. Chúng ta ai cũng phải lo cho cá nhân mình cả. Nhưng mà nếu có thể được thì dành một chút cho cái quê hương của mình. Bởi vì quý vị đâu có muốn mai mốt về, quý vị không còn cái đất nước để đi về, quý vị không có muốn mai này nó trở thành một cái tỉnh nào đó của Trung Cộng. Chúng ta sẽ hoàn toàn không còn là một cái người Việt Nam, mình chỉ nhìn về đâu, bây giờ đất nước mình đâu, mình chỉ con cháu mình cũng không có. Khiết Ngân chỉ nghĩ đến cái điều duy nhất đó, mà Khiết Ngân cứ muốn tiếp tục lên tiếng và mong là quý vị cũng, mình dễ lắm, mình có thể chia sẻ trên Facebook, mình có thể giống như share những cái bài mà mình thấy viết hay, đó là những điều mà chúng ta có thể làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì mình đã quá may mắn rồi. Không biết con nói. À, Dạ. thì à, chú Sorry chú, con cũng tại vì hôm nay chú nói đó, con cảm thấy lâu lắm rồi con không có dịp nói chuyện với một người mà có làm cho con có thể xúc động được nhiều như vậy, cho nên con cứ tuôn trào nói, tự nhiên mong không chú sao đâu, xin lỗi cái quý đó vị là nếu con nói cái là nhiều. thưa quý vị Dạ. khán thính giả của chương trình, tôi với thực hề với tư cách là thầy thứ nhất nhân dịp 48 năm, tôi rất là hân hạnh và vui lắm khi được nói chuyện với lại cái thầy thứ hai mà ở hai châu khác nhau nữa, bởi vì chúng tôi rất là quý khi mà có những bạn trẻ mà vẫn giàu rằng đã sống ở xứ sở tự do nhưng không lo cái chuyện dinh thân tùy gia cho bản thân mình mà còn làm những cái điều hướng về quê hương như Khiết Ngân vừa trình bày với quý vị. Thì thưa quý vị, Khiết Ngân vừa nói một câu mà chúng tôi đã nghe một người ở tại trong nước cũng nói với tôi thế này: anh nghĩa lữ chống cộng, với anh nghĩa nghĩa lữ có nghĩ rằng sẽ có ngày nghĩa lữ không còn chống cộng nữa, mà anh nghĩa lữ thấy rằng toàn bộ nước Việt Nam người dân đó bây giờ cầm
cái passport là Trung Cộng hết, tức là chúng ta mất nước rồi. Tất cả những quý vị trong nước có nghĩ đến điều đó hay không, quý vị? Và đó là lý do tại sao chúng tôi còn thở ngày nào, chúng tôi còn đồng hành với người đấu tranh dân chủ trong nước ngày đó và đến nay sau 75, 48 năm. Chúng tôi ngồi ôm lại những kỷ niệm đó không phải để nhắc nhở hận thù, nhưng Việt Cộng vẫn hay nói một câu rằng lâu quá rồi, gần nửa thế kỷ rồi, thôi hòa hợp hòa giải để đất nước tiến lên, đừng có chống nước Việt Nam nữa. Chúng tôi xin xác định chúng tôi không bao giờ chống đất nước Việt Nam, mà chúng tôi chỉ chống một cái thể chế độc đảng độc tài đưa cái đất nước tụt hậu băng hoại. Buồn lắm Ngân ạ. Cái gì mà học trò đánh nhau không thấy không? Cái đạo đức nhẹ đó, nắm đầu đánh nhau. Rồi cái tin mới nhất là một cái ông thượng quý hải quân gì đó đi hiếp dâm con gái của mình mới có 7 tuổi thôi, mà rồi lại vô tội vì có công. Trời ơi là trời, không thể tưởng tượng được một cái đất nước quái đản, thậm chí vợ của một người công an cấp dưới sẵn sàng cho vợ mình ngủ với thủ trưởng để cho thằng chồng mình được lên chức. Cái chuyện nó đầy dẫy trong nước, buồn lắm. Mà đó là lý do chúng tôi hướng về quê hương, vì chúng tôi chống một cái thể chế độc đảng độc tài. Chúng tôi luôn luôn là người Việt Nam thưa quý vị. Buồn lắm khi những cái dịp Tết chúng tôi không về thăm mồ mả được ông bà tổ tiên, đúng không? Buồn lắm, nhưng mà đành thôi. À, Ngân con nói đi con. Hồi nãy chú nói là cái tại này hồi nãy chú có nói là Tết không có về được, tự nhiên con rất là xúc động. Tại vì Tết vừa rồi con cũng có về, chỉ là cái đầu tiên mà con cảm giác cảm nhận một cách giống như kiểu như là sâu sắc nhất đó. Huống chi chú đã bao nhiêu năm mà chú không về, thì hồi trước giờ thật sự lâu lắm, lần cuối cùng cái Ngân về Việt Nam là 7 năm về trước, nhưng mà lúc đó chưa có chính thức bước vào cái con đường mà lên tiếng cho Việt Nam, mặc dù mình đã tham gia trong những cái hội đoàn và những cái đoàn để mình giúp, nhưng mà chỉ làm việc behind the scenes, chưa có ra chính thức mở một cái chương trình giống như vậy. Lúc đó muốn đi về thì chắc cũng được đó, nhưng mà bởi vì mình không có cảm nhận nhiều cho tới Tết vừa rồi. Bên gia đình ai cũng đi về để thăm, tại mẹ con rất là lớn tuổi và giống như gia đình có nhiều nước đi đoàn tụ về, chỉ có mình con là không có về. Con có nói gia đình thôi bây giờ dẫn hai đứa nhỏ về, thì mới nói thôi em không về thì anh cũng không có về, tại vì bây giờ gia đình mình ở đâu thì đó đã là nhà của anh rồi. Cho nên á, mình nhiều khi nó có những cái đau lắm quý vị. Tại vì đó, mình biết trước khi mà bước vào cái con đường này là mình đã hiểu được là nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, nhất là mình sẽ không về Việt Nam được. Nhưng mà khi quý vị thật sự chính thức đối diện với nó, cái nỗi đau nó nhiều hơn, nó lớn và nó thật sự là nó rất là dễ làm. Có những người nếu mà chúng ta không có đủ ý chí thì chắc có lẽ chúng ta sẽ gục ngã. Đó là lý do tại sao nhiều khi có những tiếng nói sẽ không có giữ được, là bởi vì có quá nhiều áp lực quý vị, không phải từ quý vị không, mà từ gia đình, từ con cái. Không phải là người ta áp lực mình mà mình nhìn thấy đó mình đau lắm, mà mình không có về. Mới có một năm nay thì cái Ngân cảm nhận là cái nỗi đau là chắc chắn là mình không về. Còn chú đã bao nhiêu chục năm rồi chú không về, thì chắc có lẽ là cái nỗi đau của chú nó còn buồn hơn rất là nhiều. Mà con cũng biết, đã từng nói chuyện với nhiều chú cựu quân nhân ngày xưa đó, mấy chú nói không, chú không có về, cho tới khi nào mà Việt Nam có thật sự tự do trở lại thì chú mới về. Thì mình mới thấy được là cái hy sinh nó rất là lớn lao, cái nỗi đau nó lớn lắm. Không phải mình giữ lại để mình hận thù, mà bởi vì mình thấy ngày xưa 40 năm ok có thể nỗi đau nguôi ngoai nếu như mà họ chăm sóc cho người dân tốt, đất nước Việt Nam mình không có khổ, đất nước Việt Nam mình có dân chủ, có tự do, có nhân quyền, không có bị đi thụt lùi giống như những đất nước khác đó, thì chắc có lẽ là mấy chú cũng không có còn giận. Không phải không giận mà không còn thấy đau như vậy. Chính vì nhìn về thấy buồn quá cho nên là
cái nỗi đau nó mới dai dẳng và nó mới càng nhiều hơn là như vậy. Nên khi chú nói cái câu mà ổng về là con hiểu liền. Dạ. Vâng, thưa quý vị, năm 1975, dạ, như Vũ Thế Thành đã viết trong cái câu kết của ông đó, ông viết như thế này: năm 1975 là ngã rẽ của đời người, bạn bè, người thành danh, đứa bằng dập. Và cho dù ở phương trời nào, tay hay ta, thì cái nỗi khổ vẫn theo số mệnh mà đến. Giờ đây, đứa nào trong lòng có nghi lực, đứa nào cũng chạm tay vào cái bước hoàng của cuộc đời rồi. Tháng tư, tôi thắp ngọn nến trong lòng. Dân, thưa quý vị, tôi là người trẻ thứ nhất. Đúng là tháng tư tôi thắp ngọn nến trong lòng. Thì bây giờ cái câu của chú muốn hỏi Tuyết Ngân rằng, con nhìn về thế hệ thứ nhất, con là người trẻ, nhìn về thế hệ thứ nhất, con có những cái nghĩ ngợi, những cái suy nghĩ gì về cái thế hệ này? Con có thấy rằng họ có quá khích, họ có thù dai quá không? Hay là con quý hay con thương họ ở cái điểm gì? Mời con. Cảm ơn chú cho con câu hỏi này, con thấy thật sự hơi khó. Nhưng mà nếu mà chú đã hỏi, tại hôm nay chú có nói với con là mình tâm tình hết tất cả những gì mình nghĩ. Cho nên Thiết Ngân xin phép quý vị cho Thiết Ngân được nói bằng cái những gì mình suy nghĩ thật. Nếu mà những cái điều đó nó có làm cho quý vị không vui, hoặc là không có hài lòng, thì Thiết Ngân cũng xin phép trước. Nhưng mà đã nói là nói thật thì Thiết Ngân sẽ nói hết những suy nghĩ của mình. Chú hỏi con nghĩ gì về thế hệ thứ nhất của ngày hôm nay, thì con có hai cái suy nghĩ tất cả. Một cái suy nghĩ dành cho những người lớn mà không có, tức là đi tị nạn cộng sản và đã từng đi vượt biên ngày xưa, hoặc là có những người cũng đã từng làm trong quân nhân, nhưng mà quên, mình không có nhớ cái nguồn gốc tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, tại sao quý vị đã chọn cái chuyện ly hương bán mạng giống như nãy chú nói. Dạ, ly hương mà phải nói là đổi mạng ở trên biển để đi, bởi vì quý vị đã từng không có chấp nhận chế độ cộng sản. Nhưng mà ngày hôm nay con thấy có nhiều người đi về tung hô, hoặc là quên luôn, không, cho dù không có nói ra miệng là tung hô đi chăng nữa thì cũng rất là thờ ơ. Nói thôi bây giờ mấy chục năm rồi chống làm gì nữa, thôi đi, không, đừng làm chi nữa, hoặc là thậm chí có người còn xoay lại đánh phá. Thì con thấy con rất là buồn trước những cái suy nghĩ như vậy. Và rất nhiều họ quên đi, tại vì nghĩ là thôi bây giờ gia đình sống ở nước ngoài rồi, đâu có về Việt Nam nữa, thì đóng góp làm cái gì. Dĩ nhiên là còn rất nhiều cô chú có lòng, nhưng mà có cái suy nghĩ của con nó có hai chiều như vậy. Thì con thấy, con mong là những cô chú đó sẽ giống như là nhớ lại lý do tại sao cô chú đã ra đi, và cô chú có thể chia sẻ những cái lý do đó với con cháu của mình, để cho các em hiểu chúng ta không phải là, cho dù mãi mãi, cho dù cái Ngân có ở Úc đi chăng nữa, mãi mãi cái Ngân vẫn nhớ mình là người Việt Nam. Tại vì mình nói tiếng Việt, quý vị, máu của mình, cái da của mình nó khác da người ta, cái tóc của mình khác người ta. Đó là cái sự mà nó muôn đời nó không có thay đổi, cho dù mình đi qua bao nhiêu thế hệ mình vẫn là người Việt Nam. Cho nên nó là mình nhớ cái nguồn gốc của mình nhớ cái background của mình, và mình nhớ về đất nước của mình hiện giờ đang còn rất là nhiều tang thương, và nó thậm chí nó còn tệ hơn ngày xưa nữa. Trước năm 75 là Sài Gòn Hoàng Ngọc Viễn Đông, Khiến Ngân đã coi lại những hình ảnh ấy, hoặc là ba mẹ Ngân kể. Bây giờ thì nhìn lại tang thương. Cho nên là mong là những cái cô chú đó sẽ nhớ lại nguồn gốc của mình. Mình đã tị nạn một lần rồi, mai mốt này á, mình biết đi đâu nữa. Nếu mà chúng ta để cho cái suy nghĩ là thôi đừng đấu tranh làm gì, thì cộng sản nó đã nằm luôn ở trong tư tưởng của chúng ta, thì lúc đó mình đã mất nước thêm một lần nữa ở trên chính cái đất nước mà mình đang sống, dù nó là nước ngoài. Rồi còn một nhóm người nữa, có những người đi trước mà thật sự Thiết Ngân rất là trân quý, thật sự rất là trân quý. Đó là những người mà luôn bền bỉ để đóng góp, lên tiếng cho Việt Nam,
đóng góp bằng, người nào có tiền thì đóng góp bằng tài chánh, người nào có khả năng có kiến thức thì đóng góp bằng kiến thức và tấm lòng. Và đó là những người mà Khiết Ngân rất là quý và luôn nhìn theo những cái tấm gương đó để mà phấn đấu. Là bởi vì bên cạnh cái chuyện mà thành danh cho cá nhân họ hoặc là được sung sướng cho cá nhân họ, thì các cô chú này đã bỏ thời gian công sức để làm một cái gì đó cho đất nước Việt Nam của mình. Bởi vì mỗi người một tay đó thì chúng ta mới có thể xây dựng đất nước được. Bởi vì người dân trong nước họ không có hiểu, cho nên đó là nếu chúng ta ra ngoài, chúng ta có cơ hội thì chúng ta chia sẻ với họ. Giống như cá nhân Khiết Ngân ngày xưa đó quý vị, nếu không có đi ra bên đây thì Khiết Ngân mãi mãi không thấy được cái sự bất công đó. Khiết Ngân cứ nghĩ như này, mình đi học ở đó mà cứ đất nước mình có độc lập tự do hạnh phúc rồi, cái gì cũng tốt hết, tại vì mình bị tuyên truyền như vậy. Cho nên sau khi ra này mình mới thấy, ủa, mình nhìn về mình mới thấy tại sao như vậy. Thì những lúc đó đó thì mình mới bắt đầu từ từ tìm hiểu thì mình mới biết được. Cho nên nhờ có cái sự lên tiếng của những cha chú, những người đi trước, những người đã trải qua có kinh nghiệm, thì Khiết Ngân mới biết được. Thì chính vì những cái lên tiếng đó đó, mặc dù quý vị nghĩ nhỏ nhoi nhưng mà nó sẽ gieo những cái mầm tư tưởng ở trong những cái thế hệ sau. Cho nên đó là cái sự lên tiếng của quý vị, cái sự đồng hành của quý vị đối với cái thế hệ của tụi con nó rất là quan trọng. Đất nước mình có còn trường tồn hay không, và cái tinh thần dân tộc của mình nó có trường tồn được hay không, là nhờ những cái chia sẻ và những cái bền bỉ hy sinh của những người đi trước và tiếp tục truyền lại cho tụi con, thì tụi con mới hiểu được. Chứ nếu không thì chắc chắn không, tụi con không hiểu được đâu, là một ngày tụi con sẽ bị mất gốc. Tại vì một thế hệ rồi nó trôi qua rồi, hai thế hệ, tới ba thế hệ, nếu chúng ta không có những cái chia sẻ từ những lớp người trước rồi những lớp người kế truyền cho những lớp người sau nữa thì chúng ta sẽ quên luôn. Dạ. Cho nên con rất là trân quý những người đi trước, không phải là con nói một mình chú không đâu, hay là trước mặt chú mà con nịnh, không phải như vậy. Đó thật sự là những cái suy nghĩ của con khi mà nhìn về thế hệ đi trước. Khi mà chú hỏi đó con, là cái lý do đó quý vị, đó là lý do mà mình muốn chị chắc tiếp theo để mong một cái vấn đề chuyển đốt hay là chuyển lửa, rồi từ Khiết Ngân Khiết Ngân sẽ chuyển lửa qua cho con của Khiết Ngân nữa, giống như đó là chú cũng nói với con đó, là chú có đứa cháu ngoại gái, khi mà nó thấy cái tấm lòng con ngoại như vậy thì lúc nào với essay nó cũng viết về ông ngoại, và bản thân nó bây giờ nó chuẩn bị lên đại học thì nó cũng chọn cái vấn đề là political ấy. Political. Dạ. Nó cũng chọn về cái ngành là political. Thì cái gì? Bởi vì nó thấy ông ngoại nó làm những chuyện gì mà cái điều đó nó theo dõi ông ngoại đó thì nó biết. Thì ở đây đó chú cũng muốn truyền lại với lại con đó, anh đó, chú cũng vài năm nữa thôi rồi thì sẽ có Khiết Ngân sẽ truyền lại cho con Khiết Ngân. Ngược lại thì cái điều mà Khiết Ngân trao đổi thì nó cũng chạm với con tim của chú ở cái điểm trận đúng. Trong cái lớp người, thí dụ như cái dạng của chú thì bị gọi là quá khích, cực đoan, là nuôi hận thù, vân vân. Nhưng không, như tôi giải thích rồi, chứ tôi không có cái gì. Mình ngược lại một cái nhóm khác đó, thì lại là tại sao lại chống lâu quá rồi, còn cái gì mà chống nữa. Việt Nam vẫn phát triển lắm, vân vân. Rồi thì thậm chí tung hê thay đổi đường xá giờ là thế này thế khác, nhà cao cửa rộng vân vân. Và cái tệ nhất là gì? Là tan nát gia đình ở hải ngoại, khi mà về tìm cái thú vui rẻ tiền ở Việt Nam. Cặp kè với những đang người đang tuổi con cháu của mình vân vân, mà là những cựu quân nhân, thậm chí là những cựu sĩ quan của lực lượng Cộng hòa ngày xưa. Chúng tôi buồn lắm quý vị. Ai rồi cũng sẽ về đất, nhưng mình sẽ sống làm sao mà chúng tôi không hổ thẹn với lại tổ quốc cái dân tộc. Đó là cái điều mà chúng tôi xin phép được gửi gắm. Còn bây giờ để kết thúc câu chuyện, chú mong rằng chúc cho Khiết Ngân khỏe và tiếp tục làm chương trình, và đồng thời giữ vững. Chúng ta không có phải nói cái gì hết. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ
là lá cờ không phải của riêng chế chế nước Cộng Hòa, nó từng có từ đời thành Thái lận. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ nhãn từ đời Trung Quốc kiếm, thì chỉ có sĩ nhồi sọ đó, dạ. Dư Luận là Dư Luận Viên làm ơn tìm hiểu dùng đó. Mà bây giờ quý vị thấy không, ngay trong Đặng Xuân Hùng là thành viên của Bộ Ngoại giao Việt Cộng ở Thụy Sĩ, mà ông đã phải từ giả cái thể chế đó, ông xin tị nạn Thụy Sĩ. Hay là cái hình ảnh mà quý vị thấy là những người kéo nhau trước cái UNHCR rồi để lên án vậy, để bắt cóc thép trên đường đó, thì cái người mà đứng nói chuyện đó, đó là Lê Thương, đó là đại quý cộng sản đó, mà vẫn làm tiện Thái Lan đó quý vị. Mà chính chú của tình phỏng vấn Lê Thương này đó, thì con thấy rằng đại quý cộng sản đó, mà bây giờ đã phải đi đào tị bên Thái Lan. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn gửi lại các anh Dư Luận Viên đó, các người mà đang phò đảng đất nước thì muôn năm, nhưng mà thể chế là giai đoạn. Quý vị hãy nghĩ như thế nào đó, để ngày nào đó quý vị không không cần không sợ phải bị trả giá những cái hành động quý vị đã làm ra khi mà đàn áp đánh đập những người yêu nước. Thưa quý vị, mời Ngân có những cái lời để chúng ta chấm dứt vụ chuyện đó. Hồi nãy chú hỏi con trước khi mà chấm dứt đó, thì tại vì con nhớ hồi nãy chú hỏi cái câu mà có thấy chú mấy chú quá kích hay không, mà cái Ngân chưa có, tại vì cái tâm tình nó trải như thế nào thì nói thế đó, mình chưa có nói hết đủ cái câu đó. Thật sự con thấy không có quá kích hay không là do cái cách nhìn thôi. Tại vì nếu như mà bây giờ đất nước Việt Nam mà mọi thứ đã tốt đẹp, đã thay đổi, mà chúng ta cứ tiếp tục chê trách, chúng ta cứ tiếp tục chỉ trích đó, thì lúc đó mới gọi là quá khích, hoặc là gọi là để tâm, hoặc là chúng ta hận thù. Còn đằng này chúng ta chỉ nói lên những cái sự thật, những gì bất công đang xảy ra trên đất nước Việt Nam của mình, hoặc là bên vực cho những tiếng nói yêu nước để bảo vệ Việt Nam trước cái chủ quyền của chúng ta bị xâm lấn từ Trung Cộng, thì đó không thể gọi là quá khích đâu quý vị. Và Khiết Ngân thấy đây là những cái tiếng nói cần thiết, bởi vì nếu mà không có những tiếng nói này thì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ bị chìm luôn ở trong cái sự u mê, dưới cái sự mà gọi là dẫn dắt và cố tình cai trị bằng cách ngu dân của nhà cầm quyền Việt Nam, để họ giữ lại cái thể chế chứ không có coi cái sự trường tồn của đất nước và của dân tộc là quan trọng. Cho nên Khiết Ngân xin trả lời nhanh như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi mà chia tay ngày hôm nay, thì thật sự Khiết Ngân chỉ muốn nói với các bạn Dư Luận Viên trước. Tại nãy chú nói, chú đang nói mấy người Dư Luận Viên hay chửi chú đó. Khiết Ngân không có muốn là nói cái gì cả, bởi vì các bạn ở trong cái chế độ đó, chắc chắn các bạn sẽ có những cái tin, bởi vì đó là do cái sự tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi vì Khiết Ngân đã từng là các bạn, Khiết Ngân đã từng rất là thần tượng Bác Hồ, Khiết Ngân đã từng rất là tin đất nước Việt Nam mình được chăm lo, được hạnh phúc, được tự do, được ấm no. Đó là qua những cái lời dạy như vậy, cho nên mình tưởng như vậy. Nhưng mà chỉ khi các bạn nhìn thực tế đó, bây giờ Khiết Ngân chỉ muốn các bạn có thời gian, nếu mà tìm hiểu các bạn chỉ coi tại sao con của những đảng viên đều đi nước ngoài, miệng thì chửi Mỹ nhưng mà lúc nào cũng đưa đi, tiền là bao nhiêu, tiền Việt Nam so ra với tiền Mỹ nó rẻ như thế nào mà có tiền cho con đi ở, còn giống như mua những cái nhà và đời sống của họ rất xa hoa, ở Việt Nam thì biệt phủ như thế nào đối với nhà của những cán bộ, họ sống tiền của họ là bao nhiêu, tài sản của họ như thế nào, trong khi cái lương của họ là bao nhiêu. Các bạn so sánh như vậy, các bạn sẽ biết cái tiền đó từ đâu, từ ngân khố. Ngân khố không phải là từ đâu cả, ngân khố là tiền của những người dân đó quý vị, của chính các bạn, trong khi người dân mình thì nghèo đói như thế nào. Chỉ cần các bạn so sánh như vậy thì các bạn sẽ hiểu tại sao ngày xưa đó là Việt Nam mình đứng đầu, bây giờ thì Việt Nam mình thụt lùi, mình phải đi làm nô lệ. Xuất khẩu lao động là một cái từ mỹ miều thôi, thật ra đó là đi làm nô lệ ở xứ người đó các bạn. Cho nên vì trong cái lúc này, Khiết Ngân hơn lúc nào hết kêu gọi cái tình dân tộc của các bạn, bởi vì thể chế nó chỉ là nhất thời thôi, nhưng mà đất nước dân tộc Việt Nam mới là trường tồn. Và chúng ta lên tiếng nói về đảng không có nghĩa là chúng ta chống đất nước Việt Nam, không, chúng ta không chống đất nước Việt Nam, chúng ta chỉ chống những việc làm sai trái của đảng, của nhà cầm quyền Việt Nam, của những người tham nhũng, của những người đảng viên không có lo cho người dân thôi, chứ chúng ta yêu quý đất nước Việt Nam. Cho nên các bạn là người yêu Việt Nam thì các bạn phải hiểu và phải nên ủng hộ cho những anh em chúng tôi, cho chú Nghe Lữ và cho Khiết Ngân, chứ đừng đừng có hiểu lầm là chúng tôi muốn chống.
Tới đây á, cái Ngân muốn nhớ tới cái câu à, quý vị nhớ cái câu ngày xưa à, Lý Thường Kiệt là một người à, đã từng là một người tướng phải không, đã từng nói đất nước Việt Nam của mình là phải có chủ quyền. Ngày xưa ông cha của chúng ta đã đổ máu xương để gìn giữ rồi, bây giờ á, là cái Ngân cũng mong các bạn giữ lại cái tinh thần đó. Nam quốc sơn hà nam đế cương, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, nhĩ hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bại hư. Dạ, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bại hư, nhớ không? Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Giặc ở đây không phải là chỉ giặc từ Trung Quốc, mà bất cứ người nào, bất cứ cá nhân nào mà làm hại cho đất nước Việt Nam, làm hại cho dân tộc Việt Nam đều là giặc của người Việt Nam cả, thưa các bạn.